Rồi, ok, xin chào. Cảm ơn bạn đã trở lại. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái nguồn công cụ làm phim free mà mình tổng hợp được trong thời gian vừa qua. Ok, chơi. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ nói về những cái nguồn cho cái việc quay phim. Cái app đầu tiên, suncow.net. Thì mục đích của cái app này nó tính toán được cho mọi người cái thời điểm mặt trời mọc với lại thời điểm mặt trời lặn và cái hướng lên của mặt trời. Cái này rất là tiện cho những bạn mà đi du lịch hay là bạn plan để mà bạn shoot. Đấy, thì ví dụ như mình đang zoom lên cái chỗ mà thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy là nó báo cho mình là góc bên tay trái là 5:43 là mặt trời mọc, 5:45 là lúc mặt trời lặn. Ví dụ như mình muốn ra cầu Cam Mét để ngắm bình minh đi, thì bây giờ mình sẽ để cái chấm ngay cái vị trí cầu Cam Mét để mình nhìn thử. Đây thì mình thấy là cái hướng đông của nó đang bị mấy tòa nhà bên đây che nè, thì mình sẽ phải đổi địa điểm qua một cái cầu khác, ví dụ như là cầu Móng đi. Cái thời điểm trong năm nó cũng quan trọng cho mọi người. Đây, ví dụ như bạn đi du lịch ở Iceland đi, càng ở trên phía bắc á, nó có nhiều cái tháng trong năm mà một ngày nó rất là ngắn. Ví dụ như là bạn đi vào cái thời điểm mà tháng 12 đi, ở đây nó ghi á mặt trời mọc lúc 11:19 sáng và nó lặn lúc 3:00 PM, thì bạn có thể ước lượng được cái khung giờ của mặt trời với lại cái hướng mặt trời mọc này nè. App thứ nhì cũng là một cái để mà đo mặt trời, app này tên là Starwork 2. Mình xài cái này nhiều lắm. Cái này nó phản hồi với lại cái vị trí đứng của mình, nó giống như là kiểu ảnh ảnh 360 á. Đó, thì giờ mình sẽ rà thử, mình kiếm thử cái mặt trời nó đang nằm ở đâu ta. Đây, đấy mọi người thấy được là cái cung đường của nó nè. Đây là vị trí mà nó mọc xong rồi nó sẽ đi một vòng qua đây. Đây, nó sẽ lặn ở hướng này. Bạn phán đoán được chính xác là cái bầu trời nó sẽ đi như thế nào. Thì nếu như mà bạn đang đứng ở ngay cái địa điểm đó, bạn có thể hình dung được hướng nắng nó sẽ như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái khung cảnh của bạn như thế nào. Nhờ cái này nè, với lại cái app suncow mà mình mới nói vừa nãy á, mà mình có thể plan được những cái shot time lapse rất là đẹp. Mình đứng đúng vị trí sao cho mặt trời nó chui lọt ở giữa những cái tòa nhà lên. Bạn có thể vận dụng cái này cho cái lịch trình tiếp theo, cái plan travel phim tiếp theo của bạn. App thứ ba, đây là một cái app quay phim trên điện thoại. Nếu như mà bạn gọi là serious á, bạn nghiêm túc cho cái việc mà quay phim chụp hình á, không mà quay phim thôi đừng nói chụp hình, thì bạn nên sử dụng một cái app quay phim. Tại vì khi đó bạn sẽ kiểm soát rất là tốt được về cái focus, cân bằng trắng, đo sáng. Thì cái app này mình có một cái video đã giới thiệu về cách sử dụng, thì bạn có thể check ha, mình để link tại đây bên đây đúng không ta. Cái app tiếp theo đó là Magic Sonic Viewfinder. Nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà bạn đi scout. Ồ, trời mưa. Trời mưa không biết là ảnh hưởng tới cái âm thanh không ạ? No. Cái app này á, cơ bản nó giống như là một cái app chụp hình nhá, nhưng mà nó giả lập được cái máy quay phim của bạn. Ví dụ như bạn bấm vô cái góc này nè, bạn được chọn cái kích thước sensor của bạn. Rồi bên trái nè, nó có cái frame guide. Bạn quay cinematic á, thì nó là 240:1. Thì bạn thấy nó tạo ra được hai cái lằn để mà mình làm cái guideline. Sau đó là dùng cái cuộn bên đây nè để điều chỉnh tiêu cự, giống như cho bạn biết một cái review cái shot nó sẽ như thế nào. Ví dụ như mình chụp lại một tấm ở 35mm nè, rồi mình chụp một tấm khác ở 24mm chẳng hạn. Trên cái tấm ảnh đó nó lưu lại thông số cho mình, gồm có là cái tiêu cự nè, cái white balance nè. Thì cái này phù hợp cho những người mà đi scout ha. Đi scout địa điểm, bạn cầm điện thoại, bạn chụp, bạn ghi chép lại, có đầy đủ các cái thông tin. Cuối cùng trong cái phần quay, đó là một cái app, nó tên là Storyboarder. Đại khái là cái software này á, nó free hoàn toàn. Nó có thể giúp cho bạn vẽ ra từng trang storyboard. Rồi thì đây là giao diện của cái app, nó cho bạn vẽ nè. Trong trường hợp là bạn không thể vẽ được á, nó có cái mục rất là hay là Shot Generator. Thì bạn có thể bỏ con người vô nè, bạn bấm vô chữ Character nè. Đấy, có thể là cái giường nữa nè, tạo ra được một cái scene để mà tham khảo. Cái light nữa nè, bạn đặt cái đèn ở đâu thì nó sẽ, đây, thì nó ra được cái shot đầu tiên. Cứ tiếp tục bạn bấm vô, bạn làm cái shot thứ hai. Và cái con người này hay ở chỗ là nó có thể cho bạn là chỉnh cái thao tác của cái người nữa, chứ không phải là, nè, ví dụ như là mình chỉnh cho đứa bé này nó giơ tay lên nè, thấy không? Rồi, tiếp theo là những cái mà có thể hỗ trợ được bạn trong cái quá trình mà dựng phim, những cái nguồn free ha. Thì trước tiên á, mình sẽ cho mọi người xem một cái phim này. Với lại cái âm thanh là mình làm từ những nguồn DAW free. Nobody care. Bạn bấm vô là free sound. Bạn có thể bấm vô cái mũi tên nhỏ nhỏ đây, bạn nghe được ring của điện thoại. Mình đánh vô ring thử. Đây, vintage school ring nè. Download bằng cách là bạn bấm vô cái tên của nó.
thì nó có cái mục login to download, nhưng mà cái này free, bạn cứ tạo một cái account thì nó sẽ cho download free. Rồi cái thứ hai đó là stock footage. Đây là một cái trang mà mình thấy là rất là tâm đắc luôn khi mình khám phá ra nó. Tên là Pixel. Góc này nó ghi là photo, là những cái hình chụp. Mình bấm vô video thì mình thấy nó rất là đẹp đúng không? Nó rất là chất lượng. Bạn để con chuột của nó cho bạn review coi coi cái đây, cái shot này quay một cái tòa nhà cao tầng nè. Thì bạn click vô bạn thấy là nó ghi chữ free download. Bạn bấm vô chữ info đây nè. Thì bạn nhìn cái chỗ mà đây license nó ghi nè, free to you, no attribution required. Thì tức là bấm đăng ký kênh để được download free. Nó dẫn rồi chứ bấm đăng ký rồi coi tiếp nè bạn ơi. Người ta cho phép bạn dùng cái này free và bạn không cần phải ghi tên credit của cái người tác giả luôn. Đấy, bạn thấy những shot cực kỳ đẹp nha, quay nè. Ngoài cái video thì nó có photo nè, mình đánh chữ nature đi. Trời ơi, đẹp dã man mà thấy không? Coi, bấm vô info coi nè, nó ghi free to you luôn. Rồi tiếp theo, Canva. Mình xài Canva với mục đích đó là mình tạo ra ảnh thumbnail cho YouTube video của mình. Đây là tất cả những cái mà thumbnail mà mình đã từng làm. Cái phông chữ rất là đẹp, nó có cái hiệu ứng chữ đổ bóng và là hiệu ứng chữ neon nè. Cái mặt của cô gái này là một cái hình mình để lên nè. Bạn có thể edit cái nền này cho nó tối đi nè. Đó, đừng cho cái chữ này đè lên cho thấy rõ. Như bạn muốn bỏ cái phá bông vô. Bạn hiểu gì Canva nó giống như là một cái low level của Photoshop. Đây là những cái mà intro cho YouTube. Đây, cái này là free nè mọi người. Mọi bấm playback thử. Cái này customize hoàn toàn theo cái ý của bạn. Như cái chữ này nè, bạn sửa dù tính nguyện. Rồi những cái này là màu sắc này, bạn có thể sửa là màu khác đồ này nọ. Đấy, thì bạn có thể là sửa cái mấy cái chữ này lại thành tên của bạn hay thương hiệu gì đó. Thì đây là những cái mà preset có sẵn mà nó rất là đẹp, nó cắt giảm được rất nhiều thời gian của bạn. Rồi ok, cái phần mềm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người mà mình rất là thích, mình xài rất là nhiều là Posthaze. Mỗi lần mà bạn có một cái project mới, bạn lại phải tạo ra một cái folder sụt quay nè, audio nè, music nè, thì nó mất thời gian. Thì cái Posthaze này nó save thành một cái preset, bạn chỉ việc vô đó bạn create project. Đấy. Rồi tiếp theo, Runway ML. Mình không biết ML viết tắt từ cái gì. Nó sẽ cho bạn tạo một cái green screen phông xanh á. Đây là một cái ví dụ ha. Bây giờ bạn thử nha. Include cái mà bạn muốn giữ lại, exclude là cái lược bỏ đi. Chọn vô cái phông, mình lấy thêm cái trái banh luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm playback thử. Đó, bạn thấy không? Rồi, nó rất là chuẩn ha. Đây, thì đây là thành quả nó là như thế này. Cái này nó free nhưng mà nó có một cái giới hạn nhất định. Tức là nó sẽ cho bạn chất lượng là SD thôi chứ chưa được HD. Rồi, tiếp theo là Handbrake. Mục đích của nó là dùng để nén video. Ví dụ như là bạn có một cái video bạn cần up lên những nền tảng mạng xã hội nào đó mà tự nhiên người ta có một cái size limit đó, người ta không cho bạn up lên mà khi mà vượt quá giới hạn đó, thì bạn có thể dùng cái Handbrake này để mà nén video cho dung lượng nó nhỏ lại. Rồi tiếp theo đó là một cái trang web để mà quản lý công việc của bạn, đó chính là Notion. Mình đang xài Notion cho cái phim này luôn nè, cho cái video này luôn. Ví dụ mình mở cho mọi người xem đây. Đây là một cái short list mà mình đã chuẩn bị, cái phần nào nói cái gì đó mình tạo nó ra. Đây là danh sách toàn bộ những cái video mà mình đã e, mình đã dán nhãn cho nó, như hạng mục là kiến thức làm phim nè, dựng phim điện thoại sao nè, tình trạng là publish hết rồi. Đây là toàn bộ những cái video liên quan tới dựng phim điện thoại của mình. Thì mình nhìn chỗ đây mình biết được là cái channel của mình nó đang nặng về cái phần nào nhiều hơn. Ví dụ như tương lai sắp tới mình muốn là làm nhiều về chỉnh màu thì mới là đây là quá yếu, tại vì có 3 video thôi thì mình sẽ tập trung vô cái mảng này. Mình bấm vô một cái thử nha, làm sao để đẹp hơn với webcam. Bên trong nó là một cái database, thì trong đây nó tiếp tục nó là một cái shortlist của mình. Ví dụ như là intro là mình nói cái gì, nội dung nói, bạn có thể tùy chỉnh lại theo ý bạn. Ngoài ra đó, thì nó có kiểu mà timeline view để mà mình xem, mình theo dõi được là trình tự giữa những lần e của mình á. Mình không muốn là mình bị cái tình trạng là để lâu quá mới e đó, thì mình có thể là làm cái này để mà mình nhắc nhở bản thân mình là phải ra video đều hơn. Có một giai đoạn mình ra video rất là đây, giai đoạn này cứ cách 2 ngày mình ra một cái video, mình thấy là hoặc là coi theo tháng cũng được nữa. Mình có thể biết được là cái tháng nào mình productive mà đang hiệu quả ha. Đây tháng này là mình cực kỳ hiệu quả, mình làm rất là nhiều video. Cái Notion nó rất là rộng, rất là nhiều người sử dụng nó theo mỗi kiểu khác nhau. Thì mình đang giới thiệu cho bạn theo cái góc nhìn của một filmmaker để mà bạn có thể quản lý những cái project của bạn. Và Wipster. Wipster này á, tức là một cái nơi để mà bạn có thể mà trao đổi và nhận feedback từ bạn và khách hàng của bạn, hoặc là bạn và cái team của bạn. Rất là tiện, theo cái cách thông thường mà bạn làm á, bạn gửi cho khách hàng thì người ta sẽ feedback cho, xong rồi người ta gửi cho bạn một cái file Word hay là một cái email gì đó. Còn cái này tiện một cái là bạn upload cái phim lên đây đó, người ta comment trực tiếp vào luôn. Đây là cái project của mình, tất cả những cái điểm màu hồng ở dưới đây nè là những cái điểm mà khách hàng người ta feedback. Bấm vô thử một cái ghi nè. Bạn hiểu không? Tức là nó dính với lại cái hình đó, khi mà họ comment lên thì nó
dính luôn cái frame đó trên đó và họ chỉ được vô cụ thể là cái chỗ nào. Bạn không đồng ý cái đó, bạn có thể là reply vô đây cho khách hàng trao đổi cái điểm mà thống nhất rồi mới đầu bạn làm. Nó có nhiều chức năng đó, mình không thể nào mà mình giới thiệu sơ được hết trong một cái video như thế này. Bạn có thể mà đăng nhập vô web sơ, dùng cái gói free dành cho freelancer, rồi xài sử dụng thử. Rồi cuối cùng là flow frames, tạo ra slow motion. Khi mà bạn muốn slow down một cái clip mà nó không đủ frame rate, nó bị giật giật giống như là stop motion, thì bạn dùng cái này để nó giả lập ra những cái frame rate ở giữa, thì lúc đó bạn slow down xuống nó sẽ rất là mượt. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử nha. Mình vô cái trang của người ta, mình bấm download, mình chọn no thanks. Cái này là muốn góp bao nhiêu tiền thì góp, không có thì thôi. Tất cả những cái mục này mình để nguyên giống như nhà sản xuất hết. Chỉ có cái mục input thì mình chọn là x4, tại vì mình muốn slow xuống gấp 4 lần. Mình có bỏ một vài cái footage vô đây mình thử, thì có một vài cái nó bị hỏng, bị lỗi frame. Thì mình có dùng cái công cụ handbrake mà mình nêu trước đó để mình convert nó. Mình dùng cái setting production mux thì mình bắt đầu mình bỏ vô đây ngược trở lại thì bắt đầu nó sẽ ổn lại. Thì bây giờ mình sẽ thử nha. Mình bỏ vô Premiere thì bạn thấy là footage gốc của nó chỉ có 25 frame thôi, coi như không thể nào slow được hết. Nhưng mà cái clip kéo giãn ra mình có thể slow xuống gấp 4 lần, tức là 25%. Thì để bạn thấy nó rất là mượt đúng không? Cái này nó giống như là cái plugin mà Twister nhưng mà nó free hoàn toàn. Riêng cái này thì những bạn nào chơi bớt chắc là rất là thích ha. Thì nguyên lý là cũng làm y chang vậy thôi. Bạn chuyển đổi cái footage của bạn qua 60 hay là 100 FPS gì đó, bạn bỏ vô Premiere rồi những cái đoạn nào bạn muốn slow down bạn cắt nó ra, bạn cho nó xuống 20-25%. Rất là tốn công và khang cổ, cho nên là nếu bạn thích thì cho mình like và đăng ký kênh, thì nó là động lực để mình có thể tiếp tục làm những cái video giống như vậy. Ok, hy vọng là bạn thích video này ha. Hẹn gặp lại bạn ở video lần sau.